Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lại đăng thêm một cái video giới thiệu với anh em một cái bộ đầu nén này, một cái bộ đầu nén tháo trong con xe xịt đấy anh em. Video trước thì cũng có nói về nó rồi. Ở đây con này là ti thường nhá, đời ti thường nhé anh em. Kiểm tra mấy cái nút này rồi, ti sát thường 25 hay 8 ly gì Trung cũng không rõ nữa. Tên tuổi của nó đây HB 710 đây, chưa có vệ sinh gì hết nhá. Nói chung là tình trạng còn rất là khá, chỉ trừ cái lỗi chỗ đầu này đang bị chét keo gì lung tung chỗ này. Anh em mở cái nắp trước ra hàng lại, mà hàng ở bên trong nhé, hàng lại bên trong nó bị chạy áp cao, nó bị phù đầu ra phía phía trước đây anh em xử lý cái vấn đề này đúng một cái chi tiết lỗi nhé. Còn hơi này đấy, ở đây có cả một cái cây tay hồi của nó luôn nhá, cây tay hồi cộng van cộng gì lung tung tay hồi này, cộng nguyên một cái cây van khóa gì lung tung hết. Đây, chọn bộ của nó như vậy bao gồm hai món nhé em, cái đầu nén này, trừ cái chi tiết cái nắp đầu nó bị phù ra, bị chét keo rồi anh em xử lý lại nhé. Nhờ mấy thợ hàng hàng chỗ đá đấy, hàng lại nhé, đắp nó dày lên để nó chống phù, còn lại tình trạng đang chạy bình thường nhé. Món này thì nó quá đơn giản luôn, không có gì nhiều để mô tả. Chung thì Chung cũng ít có làm cái món này, ít có làm cái món này, lâu lâu rã xe ra thì có một con thôi, không chuyên nhé, lâu lâu nó sẽ ra một con như vậy thôi. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì anh em alo nhé. Đây còn một cái đầu nén tháo ra để kiểm tra xong rồi lùi lắp lại, để nay gần cả năm rồi này. Cái đầu nén 24 ngựa, đầu nén 24 ngựa chạy cốt BTO máy cày này, ti hình như là ti 40-45 gì đây, ti còn ok, ti mạ đen, mạ rôm đen này. Tháo ra mấy cái nắp đã kiểm tra xong rồi, chưa có lắp lại luôn. Rồi Trung xin kết thúc video. Trung cảm ơn anh em đã xem video nhé. Anh em có ngay việc sử dụng thì anh em cứ alo nhé. Hai món của nó nhé anh em, combo như vậy đấy, hai món đầu nén cộng tay hồi.